Ông Mikhail Zhamburek đã cách nhiệt ngôi nhà của mình vào năm ngoái. 1/3 số tiền đầu tư đã được hoàn trả nhờ trợ cấp từ chương trình Nova Zelena Usporam. Mục đích chính của việc cách nhiệt ngôi nhà tất nhiên là để tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là hệ thống sưởi ấm. Lý do thứ hai là mặt tiền ngôi nhà cũng cần được sửa chữa. Nhờ việc cách nhiệt, ông đã tiết kiệm được hàng nghìn kurun cho mùa sưởi ấm đầu tiên, do đó ông không phản đối các biện pháp tiết kiệm khác. Để tiết kiệm năng lượng và các khoản tiết kiệm khác, chúng tôi đang nghĩ đến việc lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà. Ông đã nộp đơn xin trợ cấp một lần nữa. Hiện tại có rất nhiều người quan tâm đến khoản trợ cấp này, nhưng không phải đơn nào cũng có thể được chấp thuận. Một số người không đáp ứng được điều kiện. Liên quan đến các khoản trợ cấp, chẳng hạn như Oprav Dum Popovice, chúng tôi nhận thấy sự gia tăng, đặc biệt là các buổi tham vấn. Người dân đang hỏi nên tiến hành như thế nào, sử dụng độ dày lớp cách nhiệt bao nhiêu và thực hiện những biện pháp nào. Cuối tháng 10, Quỹ Môi trường Nhà nước đã nhận được hơn 220 đơn xin trợ cấp trong chương trình Oprav Dum Popovice, nhưng cho đến nay họ chỉ chấp thuận 1/4 số đơn trong đó. Bắt đầu từ năm mới, 1.400 chi nhánh của Ngân hàng Xây dựng cũng sẽ hỗ trợ những khoản trợ cấp này. Đồng thời, các ngân hàng sẽ cung cấp các khoản vay ưu đãi để thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng. Để dễ so sánh, nếu bên quan tâm muốn vay một khoản vay tiêu dùng thông thường để sửa chữa, lãi suất sẽ là gần 9,5%. Trong khi đó, Ngân hàng Tiết kiệm Xây dựng cung cấp các khoản vay cho mục đích tương tự với lãi suất gần 6,5%. Bộ trưởng Môi trường đang lên kế hoạch để lãi suất cho sản phẩm ưu đãi mới rơi vào khoảng 4%, nhưng vẫn chưa rõ ai sẽ trả khoản ưu đãi này. Đó là sự kết hợp giữa các quỹ, các nguồn lực của chính phủ và ngân hàng xây dựng. Nhờ đó, chúng tôi có thể mang lại khoản vay ưu đãi. Bộ sẽ không trả thêm bất cứ khoản nào cho các ngân hàng xây dựng. Có người cho rằng số tiền này sẽ đến từ kế hoạch phục hồi quốc gia, nhưng Bộ Tài chính bác bỏ thông tin này. Hiện đang có những cuộc thảo luận để tìm ra nguồn tài chính để người dân có thể vay vốn. Bộ trưởng Môi trường cho rằng việc giới thiệu các khoản vay ưu đãi hơn để thực hiện tiết kiệm năng lượng có thể diễn ra muộn hơn so với kế hoạch ban đầu là từ đầu tháng 1 năm sau.